9K thôi, chất liệu chẳng có gì đặc biệt, kiểu dáng cũng không có gì ấn tượng cả. Góc thật thà, Hòa Minzy livestream bán áo, thế nhưng cách review thô mà thật của chị khiến cộng đồng mạng cười bò. Biết Hòa Minzy chuyển hướng làm livestreamer bán hàng từ lâu rồi, cũng biết chị có máu tấu hề ở trong người nữa, thế nhưng chẳng hiểu đống muối này chị lấy từ đâu ra mà mãi không hết. Mới đây, chị lại tiếp tục rắc muối khiến anh em fan cuồng phải bổ sung nước liên tục. Cụ thể, một clip ghi lại cảnh chị đang livestream bán áo hoodie và màn tư vấn cho khách theo kiểu nói như lói, làm khách hàng phải cạn lời. Chất liệu chẳng có gì đặc biệt, kiểu dáng cũng không có gì ấn tượng cả, nhưng căn bản nó rẻ nha mọi người ơi. Có bị xù không hả? Khả năng là cũng sẽ bị xù đó. Thì em nghĩ là nếu mà mọi người mặc giặt bằng máy giặt thì chắc chắn là sẽ bị xù nặng luôn á. Ngày hôm qua thì có một cái đống áo này, nhưng mà hơi bị dơ một tí, hơi bị bẩn một tí, em bán có 30.000 thôi mọi người. Em bán có 30.000 thôi à? Chị không đi hát nữa à? Review theo kiểu quá thẳng thắn của chị đã làm dân mạng phải ngơ ngác. Thô nhưng thật, cái nào tốt thì khen, cái nào không tốt thì chê luôn, không cần suy nghĩ. Các fan đã vào bình luận như sau: trend mới, review siêu chân thật. Cũng là bán hàng mà nó lạ lắm. Đây là kiểu bán hàng vì đam mê rồi. Không biết sau lần này đơn hàng hoodie của chị có bán được hay không. Nếu được chấm điểm lần bán hàng này của chị Hòa hề hước, các bạn sẽ cho bao nhiêu? Comment ngay cho TV Trend biết với nhá. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ TV Trend. Nhấn like, share và subscribe kênh để theo dõi những thông tin nóng hổi nhất nhé.